Oh, you were at home. Đi học à? Hay là ở nhà? Ở nhà Con thì phải là đang ai? Đi học, ok. Con đang đi học. Mẹ Ok. con đang đi học nè. Go over there ở trường. Ok, vậy thì làm giống như ở trường nha. Không có làm việc riêng, không có nói chuyện riêng, không quay ra người, không là bị úp lại vào tường luôn. Ok, được không? Y chang luôn. Bạn nào mà hơi là chấm không điểm. Nhì. Now, look and write. Mình học tiếp nhé. Look and write. Mình sẽ nhìn vào bức tranh và sau đó mình sẽ điền cái hành động đó vào trong đoạn hội thoại này. The first one, Mai hỏi. Nào, đọc câu hỏi đầu tiên nào, Mai. Where was Tom yesterday afternoon? Mai. Where? Đọc câu hỏi nào, read that, the questions. Where? Where? Words. Words. Nào đọc đi. Where was? Đâu rồi? Where was? Đâu rồi? Gì vậy? Đâu? Con không nhìn thấy. Bị che mất hả? Để cô gõ ra ngoài nha. Cô đọc bên đoạn nào đấy cô? Cô đọc ra trên màn hình cái mai đầu tiên, cái dòng đầu tiên á. Đầu tiên là why. Why gì mà why? Where? Where is it on? Cô đọc cái gì vậy? Thấy cô ghi chữ trên không? Cô thấy rồi. Rồi đợi cô xíu để cô share lại xem nào. Dơ quá à. Yêu. Trời ơi, bao nhiêu là vi khuẩn. Nó ở ngoài đường, nó chạy lên tay xong nó chạy vô miệng á. Now, the first one. The first one. Đọc nè. Nào, có biết đến đâu đọc đến đó đi. Well, was Tom this Thursday afternoon? Where was Tom yesterday afternoon? Hỏi gì đây? Họ đang tưới cây. Không, where là gì? Câu hỏi nghĩa là gì? Where was Tom yesterday afternoon? He chứ, đang Tom, hỏi Tom mà con có hỏi con đâu. Ở đâu? Con... He was at... He was... He was a flower for you. Sao lại flower được? Ở đâu? Con phải nhìn thấy ở đâu? Cái này là nó trồng ở đâu chứ? Ở nhà cô. Ở nhà. Mình phải trả lời sao? Câu hỏi where was Tom yesterday afternoon? Chiều ngày hôm qua Tom ở đâu? Giờ trả lời sao nè? He was at home. Đọc cả câu nè. Again. He was at home. He went at home. Okay, number two. What did he do? What did he do? He đã làm gì đấy? Đang tưới hoa. Tưới cây hết cô. Tưới hoa nói sao? Tưới hoa nói là... Tưới hoa là gì? Come on.
cứu hoa là gì? Là gì Thành? Nhà gì em quên rồi. Từ nước là gì? Từ nước hả? Chữ uống nước hả cô? Nước là, ừ, nước là gì? Nước là white. Water. Water. Là nước, nhưng mà nếu nó là động từ á thì nó sẽ là tưới nước. Mà đã xảy ra rồi thì phải thêm ed. Water. Water, được chưa? Water. Bông hoa, những bông hoa là gì? The flower. 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 Hết đâu? Flowers. Okay. Flowers. Yes, see. Cô ơi, cô, đây là unit mấy ấy? Unit 10. Nhưng mà đây là bài mấy? Đây là bài 2. Một ngày mình phải học ít nhất 2 bài, 2 bài trong một unit. 2 bài trong một unit. Đúng rồi, hôm trước học chậm, bữa nay làm nhanh lên một xíu. Now, number 2. Where was my yesterday evening? Where was my yesterday evening? She was at home. Okay. What did she do? She watched the. She watched what? What? Say Video. TV. Video. Video khác mà, TV khác. Xem TV là con phải bật cái TV để con xem. Còn xem video thì con có thể xem trên máy tính, xem trên TV, xem trên điện thoại, xem trên tablet, vân vân nha. Video là xem video. Còn watch TV. Cô ơi, cô, sao kỳ hết cô? Sao TV có thể mở được video? Có mở được? Hả mẹ? Đọc cô mít. Nào, có ngồi trên lớp học không hay là muốn đứng lên tập thể dục? Đứng lên tập thể dục rồi học nhá. Này nhìn cái gật gà gật gụi, nhìn như cổng bún nhở. Này Thành đổi tên thành Thành bún đi. Ok. Có đổi tên Thành nè. Thì nó là cô gọi bún ơi nhá. Bún biết là sao cô? Noodles tiếng Anh. Noodle là mì hả cô? Nó là dùng chung cả mì cả bún. Nó là cái sợi như vậy gọi là noodles. Có con bún bị gọi là noodles không? Không. Không, thì ngồi thẳng cái lưng lên nè. Trời ơi, cứ dày hoài. Đó, có giống noodles không? Quá giống luôn. Trời ơi, giống giả mang. Noodle là mì hả cô? Con là con người mà cô. Con người phải có xương sống, phải ngồi thẳng lên chứ đâu có như cọng bún đâu có xương sống đâu, như vậy nè. Đúng không? Đúng chưa? Ok, rồi let's see the answer. Yeah. Mình có thể nói cụ thể hơn, cô ấy ở nhà nhưng mà nhìn thấy cô ấy đang nằm trên giường. Cái giường thì nằm ở phòng nào? Ở phòng khác. Tới ra phòng khách ngủ ở Thành để tí cô nói mẹ cho ra với phòng khách ngủ nha. Nha. Cô ơi, phòng khách với cái tivi mà cô. Không, cô đang hỏi cái giường mà. Cô đang hỏi cái giường ở đâu? Ở trong phòng ngủ. Còn cái tivi ở dưới phòng khách. Đâu có đâu, nhà bạn này có điều kiện. Ở phòng ngủ bạn có một cái nữa. Sao ở dưới con không có? Thì nhà mình không có điều kiện mà cái nhà bạn ra ngoài, nhà cô không có, nhưng mà nhà người ta có. Ok, được không?
Làm con chỉ có hai cái chữ ghi hồn thôi, có chữ ghi nhưng mà hồn. không để trong phòng ngủ đúng không? Để gỗ vậy Có đó. một cái trên đầu. Ok. Một cái trên đầu để trong phòng ngủ, một cái ở dưới phòng khách. Thấy chưa? Trời ơi, có TV để trong phòng ngủ mà nói chứ thế bây giờ. Deal. Number 3. Where were Phong and Nam yesterday? Where were Phong and Nam? Where were Phong and Nam yesterday? They were In the in in là bên trong mà trên bãi cô biển. nói nhỏ thôi cô. In là bên trong mà trên bãi biển thì nói sao? Trên là on the beach. Good. What did they do? They played football. Football racket. Pronunciation. Ta. Eat. Không phải eat. Con đọc cái này là ta 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 ta. Ủa cô ơi, cái này con muốn nói cái gì chẳng được. Đâu, mình chỉ có ba cái phát âm ED thôi. Một là eat, một cái là tờ và một cái là the. Con nhìn cái âm cuối watched của nó nha. Watched. 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 Nè, cái âm cuối của nó là âm chờ. Thì mình đọc cái này là tờ. Skipped. Skip. Tờ thì đọc là tờ. Skipped. 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 Đọc cho cô nghe nào. Skip. 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 Badminton. Từ nào. Skip. Skip. Walked. Walk. 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 Walked. 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 Hoặc là walked. Walked. Ok, cái đọc nha. Đó, con nhìn nè, những cái âm cuối mà bắt kết thúc bằng SH, TH, T, T, K, F thì mình đọc là th. Ok, mình học thêm chút nữa mình sẽ thấy được những cái nào phát âm là cái nào phát âm là it. Rồi đây, nhìn đây, còn cái âm này phát âm là it. It. Play it, play it. Không phải play it, play the. Painted. 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 Painting. Waited. 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 Cô ơi. Ơi. Sao một cái đừng có chữ y? Đọc đi. Waited. Waited. Needed. 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 Con nhìn đây nè. Nó đều là chữ ed này đúng không? Cái đuôi ed này. Ở đây là đó, mình thêm ed vào đó. Cái này á nghĩa là cách ED đọc. Cái này là cách đọc. Bình thường con nói chữ sơn hoặc là chữ tô màu á, là mình nói từ paint đúng không? Mình học từ paint đúng không? Nhưng mà nếu mà nó đã sơn rồi á, đã sơn, ví dụ ngày hôm qua thì đã sơn rồi thì mình phải thêm thành. Có nhìn không nè? Thành, có nghe cô nói không? Có. Cô đang giảng bài mà sao con cứ nói leo hoài vậy? Có nghe không? Cô không nói lại đâu nha. Ok, nhìn nè, paint. Paint là sơn rồi, đã sơn thì thêm ed vào, đọc là painted. Được chưa? Và cái ed này con đọc là it, it, it. Đối với những từ mà kết thúc bằng chữ t và chữ d thì khi thêm ed mình sẽ đọc là it. Ví dụ như là cô có từ là đa đa nè, mình cô có ơi. Ơi, chỗ kia không, chỗ cuối cùng không có tờ về ed. Thì cô bảo là tờ với đờ hai chữ nha, nè, T và D, hai cái này nè. Cuối thì đọc là did. Thì cái này đọc là need, needed. Chỉ có hai trường hợp vậy thôi. Ví dụ như là nếu cô nói chữ play thì có đọc là played không? Có được đọc như vậy không? Được cô. Không. Không được. Nó chỉ chấp nhận chữ T và chữ D đứng cuối thôi. Ở đây mình có chữ nào đứng cuối nè. Nhìn nha. Xíu. Nè, chỗ này là mình có chữ T đứng cuối. Nó đâu là chit. Chữ T đứng cuối, đâu là chit. Chỗ này có chữ D đứng cuối, đọc là did. Nhưng mà cái chỗ này chữ gì đứng cuối đây?
chữ y đứng cuối, play là chữ y dài đứng cuối nên nó không đọc là được là it mà đọc là the. Played, played, được chưa? Nha. Một cái rồi, có nhắc lại cái trên hồi nãy mình mới học qua nè. Mình sẽ có ba cái phát âm nè. Còn đây là chữ T, tờ. Chữ tờ thì con bây giờ con nhìn theo những cái mà có âm cuối như thế này. Nè, CH nè. T nè. K nè. Chữ F nữa. F là ví dụ như là chữ gì nhỉ? La. Bình thường đó. Chữ này đọc là La. Thì cái phát âm cuối của nó là kết thúc bằng chữ F. Chữ F nè. Đó. Thì lúc mà mình thêm vào thành, mình thêm nó thành quá khứ á, thì mình đều là La. Lapped, lapped. Hoặc là ví dụ từ rửa chén nè, kết thúc bằng chữ SH. Thì khi mà con chuyển ED vào sẽ thành washed. Washed. Wash. Washed. 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 Ok, để con lấy the water. Wash. 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 Washed. 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 Shirt, chứ không phải là shirt đâu. Đâu rồi? Rồi. À, đây nè. Hoặc là ví dụ mình có từ dừng lại là gì? Từ dừng lại là từ gì? Từ dừng lại á? Đấy. Stop. Stop. Stop, đúng rồi. Nó kết thúc bằng chữ gì? Nó kết thúc bằng chữ gì? Super. Vậy khi mà đã dừng lại thì mình đọc là stop it. Stop it. Nó giống như là chữ skip vậy á. Chữ skip cũng kết thúc bằng chữ đọc là stop. Nào, không có ngân nga như vậy nữa. Rồi, hoặc là chữ gì nào? Nhìn. Look. Look. Look kết thúc bằng chữ gì? Nó kết thúc bằng chữ K. K thì khi mà thêm đã nhìn thì thành look. 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 Được chưa? Những cái mà kết thúc bằng nè P, K, F, S, SH. P, K. Cô thấy cô đang làm gì không cô? Hả? Có, đang làm trò để làm gì? Thì những cái này mình sẽ phát âm ED là đờ. Được chưa? Nha Thành nha, cái này bữa sau học thuộc cho cô nha. Rồi, vậy là những chữ cái còn lại sẽ đọc là đờ. Ví dụ như là played, watered, watered. Ok. Được chưa? Rồi, học tiếp nào. Painted, weeded, kneaded. Đi, sao bài 3 rồi? Đâu, hôm nãy là nửa bài 2 chứ mấy. Nãy là nửa bài 2 rồi. Nào cái tay. Xóa đi. Bỏ cái tay ra. Xóa. Để con xóa. Để con xóa. Con xóa cướp mà. Rồi, nào. Nhìn hồi nãy mình nói là anh ấy, cậu ấy, nó thì mình sẽ dùng là I was, he was, she was, it was. Ví dụ nó ở nhà nói sao? Nó là gì? Girl. Ai là gì? Nhắc lại cho cô nè. Ai là... Ai là tôi? Nhìn đi đó thầy. Ai là tôi? He là cậu ấy. You she. Là bạn. She, cô đang hỏi she mà. She là cô ấy. It. It, it là, gì? Là... It là gì?
It là nó được chưa? Nghĩa là dùng cho đồ vật hoặc là con vật ha. Nào nói cho cô nào, ví dụ where is your dog? Cháu của con ở đâu vậy? Where is your dog? Trả lời nào. Where was your dog yesterday? Where was your dog yesterday? Thì mình phải trả lời là nó ở đâu đó ngày hôm qua. Nó là gì dùng chủ ngữ nào? Nó là it. Rồi, nó ở đâu? Ví dụ nó ở nhà đi. Là it. Where? It thì với gì đây? Was at home. Ngày hôm qua. Ngày hôm qua là gì? Thêm chữ ngày hôm qua vào. Yes. Thầy ơi. Hai. Dạ. Cô làm cái gì vậy? Cô làm gì đâu? Ở đây nè. Cô nghe tiếng chuột đó. Cô nghe thấy tiếng chuột đó. Tay kia nữa. Cháu lắm nghe chưa? Rồi, đó là với số ít nè. Ví dụ là một tôi thì là một người. Cậu ấy thì là mấy người? Cũng một người luôn. Cô ấy là mấy người? Nó cũng là một người. Cô ấy cũng là một người. Nhưng mà nếu mà nhiều người thì sao? We, chúng tôi. Nghĩa là tôi và một người khác trở lên. Ít nhất phải có hai người. They, họ. Cũng là nhiều người. Thì chúng ta sẽ không dùng với was nữa. Mà chúng ta chuyển sang dùng với gì đây thằng? Was. Were. Nhưng bây giờ mình muốn nói không thì sao? Bây giờ tôi không ở nhà ngày hôm qua. Bình thường mình nói tôi ở nhà ngày hôm qua nói sao nhỉ? I was gì? Lớp. Ở nhà. Ở em. Là gì? Tôi ở nhà ngày hôm qua nói sao trời ơi, sao giờ còn phải nguyên suy nghĩ nữa vậy? I want at home. I want nào? One ở đâu? Cô dạy từ nào đọc là one mà đọc là one? Well, I want at was home. Hay là were hay là was hay là were? Was. Không có ngân ra, đọc dứt khoát nha, không có e nha. Kêu cô hả? Tôi ở nhà, ai? I was. Lại bấm cái gì? Cô gọi mẹ lên nè. Không có nói dối nha, mới nhỏ không nói dối nha. Con nói thiệt. Sao cô nghe tiếng chuột hoài vậy? Sao đây thằng? Có học không nói một tiếng nè. Không để cô gọi điện cho mẹ thì nghỉ ngày hôm nay nha. Không học nữa. Nha thằng nha. Có học nữa không? Học nữa thì phải học sao mới học? Học mà cứ ngồi bấm với nghịch cái gì không à? Nãy giờ cô thấy con không có nhìn vào màn hình luôn á. Con đừng có nói dối cô nhìn thấy hết. Lần sau mình cô nói mình sai thì mình phải biết nhận lỗi chứ. Mình xin lỗi cô chứ sao lại gắt lên với cô. Con làm gì đâu nữa chứ. Như vậy có đúng không? Nghiêm túc chưa? Rồi. Học tiếp. Nói lại cho cô là tôi ngày hôm qua ở nhà nói sao? Ai?
was at at chứ có kéo cái này ra. Sao cô biết sai thế cô? Tớ có mục đích hết. At home. Home. Đến đây cũng được hoặc là thêm yesterday vào cho cô. Nghĩa là cho người ta biết là ngày hôm qua hay là ngày trước. Vậy. Vậy. Cái gì hết hả? Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi không ở nhà ngày hôm qua thì mình nói làm sao? Chúng ta sẽ không... I was... Doing. Nhìn vào công thức nào. Mình có chủ ngữ cộng was hoặc là were cộng với gì đấy? Not. Not. Ok, vậy thì was not thì thành was gì? Wasn't. Viết tắt. Đúng rồi, chính xác. Còn nếu mà were not thì thành cái gì? Weren't. Được chưa? Weren't. Hả? Ok. Có biết được không? Đọc lại nào. I wasn't at home yesterday. I wasn't at home yesterday. They weren't at home yesterday. Home. Còn thiếu một chữ nữa. Sao tự nhiên nào lại dừng? I was not at home yesterday. Nãy đâu có phải đọc câu đó đâu. Cuối cùng con đọc là câu khác mà. I wasn't. No. Câu đó là câu trước, câu sau cơ. Câu đi với weren't á, cho gọi là wasn't. I wasn't. I wasn't. Không phải là ai, cũng không phải là wasn't. Cô đang nói là câu là đi với weren't. Được chưa? Mình có câu, cái gì đi với weren't? Hai cái gì đây? We, they, were. We, they. We hoặc they chỉ dùng một cái thôi. Họ không ở nhà ngày hôm qua nói sao? We. Họ mà. They. Wasn't. Weren't. 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 Cái kia là wasn't, cái này là weren't. And who? Yesterday. Yeah. Okay. Có nên rửa mặt không? For example. What's your name? What's your name? My name is Dino. Dino. Con biết không? Đại con khủng long. Đúng rồi. Bình thường đại khủng long là dinosaur. Bạn này thì con gọi bạn ấy là Dino. Nào, Dino nói gì ha? Cô đặt tên cho bạn đó à? Yep. Rồi, Dino nói gì đây Thành? Đọc cho cô nghe nè. I was Japan next year. Cái này là gì? Next year hả? Really? Next year là năm sau cơ mà. Cái này là? Last year. Cái này đọc là Japan. Japan. Mỹ. Really? Japan mà nước Mỹ. Trời ơi, người Nhật người ta nghe thấy là người ta khóc á. Khóc to lắm luôn á. Bưng người ta qua nửa phòng trái đất bỏ người ta bên đó hả? Rồi. Pikachu. Nói gì nè. Yeah, you were yesterday. Rồi, Pikachu dịch luôn cho cô nào. They were happy yesterday. Dịch. Nghĩa. Dịch nghĩa nào.
Chị đây, chị đây. Đây là họ đúng rồi. Họ đi ăn xin được vào hôm qua. Rồi sao? They were happy. Họ thì thế nào đây? Họ rất vui. Khi nào? Hôm qua họ rất vui. Chính xác, dịch như vậy mới đúng. Hôm qua họ rất vui nha. Rồi. Ôi, xong rồi, bé ơi, xong rồi. Chị? Nè, bây giờ sau khi mình học were và weren't hay là were was thì bây giờ mình sẽ học về did và did not nè. Hồi nãy là mình chỉ dùng cho những trường hợp để thể nói về cảm xúc hoặc trạng thái thôi. Bây giờ con sẽ nói về việc mà con không làm ngày hôm qua. Bình thường mình nói mình chơi bóng là gì? Ai? Con nói con chơi bóng ngày hôm qua nó là sao? I played volleyball. Ngày hôm qua? Tuần trước. Yesterday. Đổi thành tuần trước đi. Last week. Last week. Được chưa? Tôi chơi bóng và chuyền vào tuần trước. Bây giờ mình nói tôi không chơi bóng chuyền vào tuần trước nói sao? Ai? Nhìn công thức nhìn xuống dưới làm gì? Nhìn công thức này. I the chuyển thành quá khứ thành gì? No, hẳn. Trên công thức có rồi, con đọc kỹ đi. Mình có hai công thức đó. Công thức đầu tiên là của câu trên, công thức ở dưới là của câu mình chuẩn bị viết. Câu chuẩn bị viết này. Chủ ngữ chữ S là ai rồi? Tiếp theo cộng với gì? S là ai rồi? S là ai? Cái gì đây? Gì đây không nhìn thấy luôn? Sao sao không nhìn thấy hả? Không nhìn thấy không? Did not. Vậy sao không trả lời? Để khi mà cô khoanh rồi thì mới trả lời. Did not thì mình viết phát thành didn't. Didn't nha. Didn't. Rồi. Tiếp theo cộng với không chơi thì bây giờ không chơi thì hết chữ không rồi phải đến chữ chơi. Phải thành I didn't play. Lúc này chữ chơi không thêm ed nữa. Tại sao? Biết không? Không biết cô. Tại vì bình thường á, nếu mà con nói là con không làm thì con nói là I do not, đúng không? Dạ. Nhưng mà ở đây nè, con thấy không? Nó đã chuyển từ do. Từ do thành did rồi. Mà một trong một câu con chỉ được chuyển một động từ thôi. Con chuyển cái này rồi thì cái này con không chuyển nữa, con giữ nguyên cho cô nhé. Được không? Bây giờ cô cho con thêm một ví dụ rồi con chuyển cho cô ha. They went to school last month. Họ đến trường vào tháng trước. Vậy bây giờ mình sẽ chuyển câu này thành họ không đến trường vào tháng trước. Rồi bắt đầu ghi nào thành. Ai? Họ mà. Họ là Jay. Đây rồi. Jay. Không. Water. Cái gì? Mình đang học cái gì đây? Mình đang học đài đó. Đài đó. Did not. Đây gì? They did not. Did not viết tắt đọc là gì? Didn't. Didn't. Rồi, đi tới trường học. Đi học. Đi là go. Go to school. School.
good. Tháng Last trước. Monday. Last. Last Monday. Tuesday gì? Nào, giờ đọc lại các câu ví dụ cho cô nào. I played volleyball last week. I played volleyball last week. Last. Last. Last week. Last. 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 Week. Okay. Rồi, tiếp theo đọc cái câu của nó nha. Câu phủ định nè. Ủa, chuột đâu rồi? I didn't play volleyball last week. I didn't volleyball last week. Cái gì đây? I didn't gì? Play volleyball. Lần nào mình đọc sai là mình đọc lại hết cả câu nha. Đọc lại again. Play. Cả câu. I did not play the volleyball. Again. I did not play the volleyball last. What? Again. I did not play volleyball last week. Con đọc lại cho cô chữ này. Play the. Đờ ở đâu? Play. Vậy sao nãy giờ có đọc đờ? Ở trên này mới có đờ chứ. Nè. Theo chữ ED mới là played. Còn ở dưới này có bỏ đi rồi mà. Có chuyện chữ ED nó vào trong cái này rồi mà. I didn't play volleyball last week. I didn't play volleyball last week. Okay. I didn't play volleyball what? Last week. Rồi, number two. They went to school last month. They went to school last month. Again. 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 They went to school last month. Đọc lại từ này. Well, cô đọc là word đâu, xong ba câu đầu đọc đúng và tự nhiên lại chuyển thành word. Trước khi con đọc là word thì con đọc là gì? When they went to school last month. Ngồi thẳng lên. Went to school last month. Đọc lại từ này. School school. Mà tại sao khi nào vào câu cũng chỉ còn went to school thôi? No. Rồi đọc lại cho cô câu này một lần hoàn chỉnh nè. They went to school last month. Cô mới sửa chữ này là chữ gì mà lại đọc là were rồi? Went. Went. When. Sao mà mình quên hết vậy? They con went. Biết rồi cô. Rồi đọc lại đi. They went to school last month. Ok, lần sau nha. Nghe cô đọc chú ý. Cô chỉ đọc một lần thôi, cô không nhắc lại nữa nghe chưa? Không là cô cứ cho đọc đi đọc lại 50 lần đó. Ok. They didn't go to school last month. They didn't go to school. That's it. Again.
They didn't go to school last month. Again. They did not go to school last month. Again. They did not go to school last month. Okay, tạm chấp nhận. Cái chỗ này khi mình viết tắt đọc là gì? Chỗ là có mom. Đây mà. Didn't. Rồi, nhớ nha, school là phải có SC đằng trước. Cứ cun cun hoài luôn, quen cái miệng đi nha. Rồi, nè. Nào, Dino nói gì tiếp đây? Let's see. I played table tennis yesterday. Again. I played table tennis yesterday. Okay. Bạn Pikachu thì sao? Nó phóng điện nè. Pika. Rồi, đọc đi. We went. Rồi, tiếp. We went. Yesterday in the morning. Again. We went to school yesterday in the morning. Yesterday. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ học những nguyên tắc thêm ed vào trong sau động từ nè. Nguyên tắc thứ nhất, chúng ta sẽ thêm ed vào. Có nghe không? Sao lại hỗn vậy? Như vậy là hư đó. Con lấy cái này ra. Nhưng mà tại sao nếu con đang nói con lại tạo ra tiếng động như thế? Cạo này à? Không cạo nữa, hư răng bây giờ. Rồi nhìn nè, mình sẽ thêm ed vào động từ mà không có s hoặc là es, được chưa? Ví dụ như là bình thường mình nói là cậu ấy chơi á, mình nói tôi chơi thì là I play, đúng không? Nhưng mà cậu ấy chơi là he plays. Được chưa? Nhưng mà ở trong trường hợp này, khi mà mình thêm ed á, thì mình giữ nguyên động từ, nghĩa là mình chỉ thêm vào cái từ ở trên thôi, chứ mình không thêm vào những từ ở dưới. Được chưa? Chỉ có played, chứ không có, không được ghi là plays. Như này là sai, ok? Plays. Như này nhé, như thế này là sai. À, cho dù là ở trên là cậu ấy he play hay là I play, thì khi mà chuyển về quá khứ á, thì tôi chơi nó sẽ thành như này nè, I played. Và cậu ấy chơi là he play cũng đờ luôn. Đó, nó không hề có chữ S như bên kia, được chưa? Ok không? Ok. Rồi, played. Nào, phát âm nào. Played. Talked. Play là chơi, còn talk là gì? Nói. Được chưa? Nhìn nè, xem hai bạn này nè. John, hai bạn nè. John đang nói chuyện với bạn hàng xóm. John is talked to his neighbor. Cô ơi, cái từ là ngày trước này đúng không cô? Thấy bạn cô gặp ở đâu rồi? Rồi vậy thì đọc nào. John is talked to his neighbor. Neighbor. Thành ơi, hồi nãy cô đọc xong chưa mà con đọc á? Lại là. À, lại nha. Lại đi, con nói lại đi, cô đọc xong rồi.
John is stuck to his label. Label. Đọc lại nào. Talk. 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 John is stuck. Talk. Cuối là thờ nào. Chưa xong từ này mà đã nhảy qua từ khác. Con có nhận được như vậy không? Mình phải đọc xong cho đúng một từ, xong con mới được phép đọc những từ khác. Từ này con đọc chưa đúng mà con đọc từ sau làm cái gì? Đâu có ý nghĩa gì đâu. Ha. Talked. 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 No, to his. To his. Neighbor. Neighbor. Con mở lên. Neighbor. Neighbor. Okay. Nghĩa là John đang làm gì với bạn hàng xóm? John đang nói chuyện với bạn hàng xóm rất vui vẻ, rất vui vẻ. Ok, rồi. Nguyên tắc thứ hai nào. Khi mà kết thúc của động từ có một chữ E rồi, thì chúng ta chỉ việc thêm chữ D vào thôi. Ok, nhìn nè, chữ dance. Nó đã có chữ E cuối. Chữ design, nó có chữ E cuối. Vậy thì thêm vào đây để được ED thì người ta mỗi chữ D vào thôi nè. Đó, người ta chỉ thêm mỗi chữ D vào thôi. Là xong. Để câu nào. Danced. 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 Cái kia là decided. 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 Ok, dance là nhảy, còn decide là quyết định. Nha, yeah, rồi. Ok, look at this one. Đúng lúc con gái đang muốn chơi cái kia luôn. Nào, nghe cô đọc một lần nha. She danced with him at the high school prom. She danced with him at the high school prom. Prom. Okay. Họ đang làm gì? Cô ấy đang nhảy với anh ấy tại buổi tiệc cấp 3, buổi tiệc ra trường á. Rồi, nguyên tắc thứ ba nè. Nguyên tắc số 5 nữa. Đó, khi mà nó gần giống như là nguyên tắc SES ngày hôm trước mình học á. Khi mà kết thúc, chữ kết thúc bằng y dài, thì chuyển y dài thành y ngắn, rồi thêm ED. Nhưng mà từ play thì không được thêm nha. Ngoại trừ từ play ra, con thấy không? Chữ play nè, nó kết thúc bằng y dài nhưng mà nó có chuyển thành y ngắn không? Không. Không, từ đó đặc biệt. Không thêm nha. Rồi, mình có chữ cry. Cry là gì? Cry là gì đây con? Cry là... Cry nè. Cry là gì? Con không biết. Khóc. Rồi. Diễn tả đến thế là thôi chứ. Rồi, try. Try ở đây là cố gắng hoặc là thử. Ok, rồi bây giờ mình... Ôi, còn bạn kia hát như thế này. Bạn nào mà ghê quá vậy? Bạn nào mà ghê quá vậy? Bạn của con đúng không? Chắc chắn là bạn của con rồi. Bạn tên là Hiền Anh. Cô Hiền Nguyễn Anh. Bạn trùng tên với cô à? Cô khóc vậy đâu. Rồi, ok, nhìn vào cái bạn nữ mà quay trong bi trong hình nào. Bạn ấy đang rất là buồn luôn. She cried. Now, she cried all the way home from school that day. Tại sao con khóc? Trả lời đi, đọc đi rồi người ta mới trả lời. She cried on the way home from school that day. Cô ấy khóc hết cả con quãng đường từ trường về nhà ngày hôm đó luôn. Biết không? Ủa? Có thể là... Cô đó đi học mà cô sao không mang cặp? Không mang cặp. Đi học về. Học về phải mang cặp về chứ. Đôi khi con không nhìn thấy cặp thì sao người ta đeo sau lưng á? Đâu? Phải có cái vai ở đây chứ. Quay nhỏ.
Bạn nhỏ hơn lao. Hoặc là giờ về tới nhà rồi bạn đang khóc nè. Người ta bỏ cặp ra rồi. Hả? Biết sao khóc không? Có thể là bị vì đi học thì bị xấu rồi. Cái này là cái gì á, cho mọi khóc nữa. Thành à, cô chịu đó. Rồi, nguyên tắc số 4 nha. Động từ kết thúc bằng một nguyên âm cộng với một phụ âm thì mình sẽ nhân đôi cái phụ âm đó lên. Được chưa? Ví dụ như là từ stop nè là dừng. Con thấy không? Nó có chữ O là nguyên âm. Sau đó đến chữ P là phụ âm. Thì con phải viết thành hai chữ P. Là stopped. Stopped. Đó, chữ hop cũng vậy. Chữ O. Rồi chữ P. Thì thành hai chữ P. Rồi con nhớ cho cô từ nhảy dây nè. Nhảy sợ gì? Skip. Cô thấy con bị nơ không? Không. Nè, chữ skip nè. Chữ Y là nguyên âm. Sau đến chữ P là phụ âm. Vậy thì ở đây mình có mấy chữ P đây? Mình sẽ có hai chữ P. Rồi mới thêm ED vào được chưa? Chỗ này hiểu không? Got it? Yeah. Rồi. Rồi qua ví dụ nè. Ồ. Đấy là câu hỏi lớp 4 hả? He stopped to watch the sunset. He stopped to watch the sunset. Sunset là gì đấy? Mặt trời. Mặt trời như thế này là màu hay lạnh? Màu. No. Trời lạnh. Lạnh. Tại vì khi trời lạnh hoàng hôn á, nó màu vàng hết trơn luôn ha. Cậu ấy dừng lại để xem mặt trời lạnh. Được chưa? Rồi. Cái gì này đã nóng ha. Rồi, vậy thì bài học hôm nay tới đây là kết thúc. Nhiệm vụ của mình về nhà là gì? Học bài. Học bài và làm bài tập. Học bài thì phải thuộc nha, chứ không học mà không thuộc là... Con tắt trước này. Ok, good night Thành. Good night Miss Hiền. See you. Tắt này. Tắt đi con.